giải tứ phương tôi đi hết, cho nên là 110 Lê Lai rồi các là cái cơ sở của Trung Quốc qua đây tôi cũng tới hết. Là nói chung là chỗ nào bây giờ thuộc Tây thuộc Nam rồi tôi đi chắc có mười mấy cái nhà thuốc, thì nói chung là cũng không hết rồi. Trở về mình gia liệu mình về tới thành phố thì nói chung là như là cái nhà tôi một tháng tôi tới hai lần. Tôi có ông anh ở làm ở đó thì tôi mỗi một tháng tôi đến hai lần để tôi duy trì chứ không bao giờ hết. Thì cũng có cái dịp mai là qua Tết thì tôi đến mình gia liệu gặp ông anh tôi thì ông nói là cái sản phẩm này anh đem về sử dụng coi, thì em nên qua bên gặp cái cơ sở đó để hướng dẫn. Chứ còn anh bên đây thì thuốc tây thì cũng vậy thôi, để duy trì chứ không bao giờ hết. Thì đến 15 tháng 3 thì tôi đến đây, hiện nay cũng là tháng 7 ngày dùng 5 ngày tôi thấy nó đã xuống, để tôi sử dụng mình thì 10 ngày thì nói chung là tôi đã hết. Như thế này tôi trước rồi này đây lưng này. Thì hôm nay là tôi sử dụng chỉ có một lọ số 1 với 1/3 lọ số 2. Là đến nay tôi nên thế này, tôi đã 34 năm là tôi lặn lội tốn biết bao nhiêu tiền nội của bệnh cái cơ sở của Trung Quốc nó đi tốn mấy chục triệu luôn mà tôi không hết sản phẩm nó là đến với tôi là thì là tôi là một người là sinh ra tôi lần thứ hai.